Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 146 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 146 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ lòng bàn tay của Diệp Phúc triển khai Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, đột nhiên lại nhiều thêm ra một đạo bàn tay và hư không liên kết, huyết nhục dường như dung nhập vào trong hư không. Hằng Cổ Vĩnh Tồn, chỉ thấy hư không nát vụn tan tành, từ từ chuyển thành màu hồng nhạt, nhanh chóng ngưng tụ khép lại thành một chỉnh thể. Hắn đem loại hình phòng ngự của ấn pháp Bất Động Thần Vương Ấn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đem lực phòng ngự Bất Động Thần Vương Ấn thêm vào trong hư không, lập tức tuyệt đường lui của hầu nhân vực, khiến hắn căn bản không còn hy vọng gì chạy trốn. Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn ở trong tay của Diệp Phúc diễn hóa được xuất thần nhập hóa, tùy tâm sử dụng. Hắn tư chất không cao, chỉ có tư chất 7 tầng ngọc lâu, nhưng lực lĩnh ngộ và sức sáng tạo của hắn lại cao đến đáng sợ. Mỗi lần sử dụng Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, hắn liền có thể lĩnh ngộ ra một loại ứng dụng kỹ xảo mới. Đây là chỗ dũng mãnh thật sự của Diệp Phúc. Hầu nhân vực nhìn thấy bàn tay to của Diệp Phúc tiếp tục nghiền đè xuống, mà chính mình cũng không có hy vọng chạy trốn, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng, gương mặt dữ tợn, lạnh lùng mà nói: Ma La Thiên. Sao, Ma Hoàng ư? Yến Tư Nhiên mặt biến sắc, thất thanh nói. Hoàng Tuyền Ma Tông và các cao thủ khác sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Ma Hoàng, Ma La Thiên chính là một vị vô hoàng duy nhất của hàng cổ ma vực, thế lực mạnh nhất, họ tên của y thậm chí là một cấm kỵ, nói ra miệng sẽ khiến cho Ma Hoàng cảm ứng. Hiện giờ hầu nhân vực cao giọng hô lên tên của Ma Hoàng, có lẽ khẳng định Ma Hoàng có thể cảm ứng được đứa con của mình đang gặp nguy hiểm, phân thân giáng lâm, khi đó chỉ sợ đó là một hồi đại khủng bố. Giả La Minh Tôn sắc mặt vàng như đất, miệng lầm bầm, cuống quýt thu nhập quan tài, khiêng trên vai chuẩn bị chạy trốn. Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn gần như mềm nhũn trên mặt đất, không biết phải làm sao. Ê, bọ cáp, ngươi định làm gì vậy? Hạo Thiên Khuyển hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên nó có thể chạy rất xa, liền chạy rất xa rồi. Già La Minh Tôn dùng mình nói thầm. Lúc trước Diệp lão đệ vì cứu ta đã kêu tên Ma Hoàng kia, gặp hắn một lần đã bị hắn nhớ mặt rồi. Hiện giờ tiểu hầu tử cũng kêu một câu, Ma Hoàng trong chớp mắt sẽ đáp lại ngay. Tên kia bụng dạ hẹp hòi, nó không chừng lại muốn trị tội lão tử. Lão tử vẫn là cứ tránh đầu sóng ngọn gió, rồi sau sẽ hay vậy. Ngươi thật không nghĩa khí mà. Hạ Thiên Khuyển cả giận nói, dứt lời nhảy lên trên quan tài. Từ cậu, ngươi làm cái gì vậy? Già La Minh Tôn buồn bực vạn phần. Ma Hoàng lợi hại như vậy, ngươi không dẫn ta đi theo, thật không nghĩa khí. Con chó này đúng lý hợp tình nói. Diệp Phúc bịt tai không thèm nghe, bàn tay to tiếp tục hạ xuống. Hầu nhân vực bị hắn ép tới hộc máu, hắn cười lạnh nói. Ma Hoàng sao, chỉ là một phân thân mà thôi, cũng không phải là cấm pháp phân thân, có gì mà phải sợ. Cho dù là Ma Hoàng cấm pháp phân thân giáng lâm cũng không làm gì được Hoàng Tuyền Ma Tông ta đâu. Phân thân có rất nhiều loại, thần niệm phân thân, pháp tướng phân thân, địa tướng phân thân, thiên tướng thân phân thân, bất tử phân thân. Hùng mạnh nhất đó là cấm pháp phân thân. Tuy nhiên Diệp Húc có thể khẳng định Ma Hoàng tuyệt đối sẽ không trực tiếp chân thân giáng lâm, nhiều nhất là cấm pháp phân thân giáng lâm đến Hoàng Tuyền Ma Tông. Tuy nhiên nghe nói Ma Hoàng bị các chuyện khác cuốn lấy, cho nên ngay cả cấm pháp phân thân e rằng cũng không thể đến được. Hiện giờ Diệp Húc liên kết với cung chủ Hàn Nguyệt Cung cùng với đám người Triều Công Thiều, thậm chí có thể tiêu diệt thượng cổ vô hoàng cấm pháp phân thân, cho nên đối với việc này hắn căn bản không để ở trong lòng. Đột nhiên trên không trung Hoàng Tuyền Ma Tông hư không rung động kịch liệt, giống như sóng văn bình thường, từng đường sóng lăn tăn trong không gian tỏa ra bốn hướng, hơi thở vô hoàng vô cùng trầm trọng trong không gian rung động truyền đến, hơi thở áp lực nặng nề, điên cuồng, hoang dã và nóng bỏng, sung mãn, làm cho người ta thấy rõ ý định giết chóc,
phảng phất như thể là một ma thần hủy diệt từ trong hư không giáng lâm đến Hoàng Tuyển Ma Tông, muốn giết sạch tất cả. Hư không vỡ ra, một trong mắt phạm vi tới hơn 10 dặm từ không trung nhô ra, chậm rãi trương mở. Bên trong con mắt ma này truyền tới một thanh âm nặng nề: ai dám ở trước mặt ta giết con ta vậy? Con mắt ma này tiếp tục nhô ra, phía sau con mắt là một bàn tay to vươn ra. Ma hoàng quả nhiên bị người khác cuốn lấy, chỉ phải tới một pho tượng thần niệm phân thân. Diệp Phúc ngẩng đầu, lướt liếc mắt một cái, bàn tay vẫn đè lên đầu của Hầu Nhân Vực, ép tới xương thịt tấc tấc nứt nẻ, hộc máu không ngừng. Hắn hạ giọng nói: Kiều Kiều, giao cho nàng đấy. Tô Kiều Kiều nghe tiếng gật đầu, nàng tế khởi Thương Nguyệt Thần Châu, chỉ thấy một vòng trăng sáng đột nhiên bay lên không, hướng về phía con mắt ma bay tới. Bên trong vòng trăng sáng, biển rộng, sinh giọt, một con rùa lớn từ hải ngoại, ngoài hải dương xa xôi bơi đến. Răng rắc một tiếng, thần quy thăm dò, há mồm ra mà nuốt, đem con mắt ma phạm vi hơn 10 dặm kia cắn vỡ rồi nuốt vào bụng. Bù một tiếng, Hầu Nhân Vực bị một chưởng của Diệp Phúc đập vụn, cả thiên địa pháp tướng và nguyên thần tất cả đều tan nát, xương cốt cũng không còn. Hai tên cặn bã Giả Lam Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển đang muốn chạy trốn, thấy cảnh tượng này đều trừng mắt cứng lưỡi. Giả Lam Minh Tôn vừa sợ lại ngạc nhiên, cộng thêm mừng rỡ, cười ha ha nói: Ma hoàng, tiểu tử này thì ra kém cỏi như vậy, lão tử sớm đã rất ghét ngươi rồi, không ngờ gặp lão tử làm hại lão tử bị nhốt ở bàn hoàng lăng hơn 300 năm. Giết nó đi, giết nó đi. Giả La, lại là ngươi cùng tao đối nghịch kia sao? Trong hư không chuyển đến một tiếng gầm giận dữ, không gian kịch liệt run rẩy, dường như không thể chịu đựng được năng lượng to lớn phun trào. Nhưng thấy Hoàng Tuyển Ma Tông thập vạn đại sơn trên không, từng đạo hư không dậy sóng cuồn cuộn, một con mắt ma từ trong hư không chui ra, tiếp theo là một bàn tay to trong đó vươn ra, toàn bộ trong mắt là sinh trưởng ở trong lòng bàn tay to này, trông thật khủng bố. Ngàn tay ngàn mắt cách xa hai đại thế giới, hàng tỷ ngàn dặm lộ trình rất xa mà đến, giáng lâm vô hoang thế giới. Sau khi bàn tay ma nhãn xuất hiện, lập tức là thân thể cao lớn từ trong hư không mở ra, không biết là bao nhiêu đôi chân cũng từ trong hư không bước đến. Đây không phải là một đạo thần niệm phân thân, mà là cấm pháp phân thân ác thân. Ma hoàng đã thực sự nổi giận, không ngờ tính toán ra một đạo cấm pháp phân thân trực tiếp giáng lâm đến thế giới vô hoang. Giả La Minh Tôn, lần trước ngươi chơi khăm của ta một đạo phân thân, hiện giờ lại giết con ta, ngươi giỏi giỏi. Hôm nay cấm pháp phân thân của ta giáng lâm, ngươi phải chết không có chỗ trốn. Chuyện này không liên quan đến lão tử. Giả La Minh Tôn nghe cái thanh âm này, sắc mặt xám xịt, chính mình cấp cho mình một miệng, vẻ mặt cầu xin, khiêng quan tài chạy trốn. Thân hình ma hoàng đã lộ ra hơn phân nửa từ trong hư không, Diệp Húc cũng khó có thể chịu đựng được áp lực, hung quang trong mắt chớp động. Hắn cố gắng đem tầng thứ 5 Ngọc Lâu mời Phách Hạ lão tổ đang tính dưỡng ra đối phó với ma hoàng cấm pháp phân thân. Lại vào lúc này, phía trên tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông, một bàn tay tuyết trắng nhẹ nhàng vươn ra, đặt bên trên thân hình ma hoàng. Tôn cấm pháp phân thân của ma hoàng này giống như bị đóng đinh tại chỗ, giống giận dãy giụa, trước sau không thể hoàn toàn giáng lâm đến thế giới vô hoang. Ứng tổng đạo. Hắn đình chỉ dãy giụa, trầm giọng nói: Phải, đúng là ứng mỗ. Ứng tổng đạo thu tay về. Thiếu niên quần áo trắng theo tổng đàn đi ra, mỉm cười nói: Xin kính chào ma hoàng bệ hạ. Sự xuất hiện của ứng tổng đạo là ngoài dự kiến của Diệp Húc, nhưng đồng thời cũng khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạ này nay chính là trong thời buổi rối loạn, Hoàng Tuyển Ma Tông tuy có chiều cung thiểu chấn thủ, nhưng dù sao cũng có vẻ yếu kém. Mà Diệp Húc tuy thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng dù sao vẫn còn thua kém thánh chủ một chút. Hiện giờ cao thủ xuất hiện lớp lớp, lại có yêu ma cùng con trai đế khốc làm loạn, ứng tông đạo vẫn là nòng cốt của Hoàng Tuyển Ma Tông, không thể thay thế được. Thực lực của ứng sư huynh lại cao sâu không biết bao nhiêu lần, hiện giờ đã bước một chân vào cảnh giới vô hoàng rồi. Diệp Húc nhìn về phía ứng tông đạo, chỉ thấy hơi thở của hắn càng thêm mờ ảo, đồng thời lộ ra những tia bá đạo chỉ có vô hoàng mới có. Nhưng hắn vốn tao nhã, mặc dù khí thế có thêm phần bá đạo, cũng làm cho người ta có cảm giác như gió xuân, hoàn toàn khác với loại khí thế phách tuyệt thiên hạ, hủy diệt chúng sinh của ma hoàng. Ứng thiếu, ứng tông đạo, thật không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới vô hoàng. Thân thể của ma hoàng cấm pháp phân thân kia nhanh chóng co nhỏ lại, sau một lúc đã ngưng tụ lại như người bình thường, nhẹ nhàng bước ra khỏi hư không, từ hàng cổ ma vực đi tới. Tướng mạo của y cực kỳ tuấn mỹ, độc nhất vô nhị, chỉ nhìn tướng mạo thì y gần như cùng tuổi với Diệp Húc, ứng tông đạo,
nhưng thực tế thì y còn lớn tuổi hơn cả Ứng Tông Đạo rất nhiều, chính là lão quái vật cùng thời kỳ với Già La Minh Tôn. Tuổi của y đã gần 2000 tuổi, có thể ngược dòng đến niên đại của Tông Chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, Hạng Tịch và Thủy Hoàng Đế. Đây là bộ dáng đích thực của y, đế bào thuần một màu đen, trông như một vị đế hoàng ẩn nấp trong bóng tối. Đêm tối giáng xuống chính là khi đế hoàng thống trị thế giới Vô Hoang. Lâu nay nghe nói thế giới Vô Hoang có hai đại cao thủ, Tình Đế tư chất đứng đầu, Ứng Tông Đạo ngộ tính hạng nhất, hiện giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ma Hoàng Ma La Thiên đánh giá Ứng Tông Đạo từ trên xuống dưới, bỏ qua không khí dương cung bạt kiếm lúc trước, hắn lên tiếng nói: xem ra bản hoàng lúc trước đã khinh thường ngươi. Nếu như lúc trước bản hoàng biết ngươi có ngộ tính như thế, sao có thể tha cho ngươi sống đến ngày hôm nay được? Lại càng không đem Hoàng Tuyển Ma Tông trở thành bàn đạp tiến quân Vô Hoang của ta, mà lựa chọn thánh địa khác, như thế sẽ càng thêm an toàn. Ứng Tông Đạo cười nói: Ma Hoàng quá khen, nếu nói ngộ tính là Ứng Mỗ chỉ có thể xếp thứ hai, không dám tự xưng thứ nhất. Triều Công Thiều từ trên luân hồi thiên bàn bay tới, cùng mọi người đứng chung một chỗ, như gặp phải đại địch vậy. Tuy Ma Hoàng chỉ đưa một khối cấm pháp phân thân đến Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng thực lực của y vẫn mạnh mẽ cực đoan như trước. Nếu đại khai sát giới thì đó sẽ là một tràng hạo kiếp cho Hoàng Tuyển Ma Tông. Ma La Thiên cười ha ha, không để ý đến Triều Công Thiều và đám cao thủ của Hoàng Tuyển Ma Tông. Hào khí y ngút trời, có một loại khí độ làm cho người ta phải xấu hổ. Y cười to nói: Ứng Thiếu, ngươi tự nhận ngộ tính của ngươi không bằng bản hoàng, phải không? Rất hiếm khi ngươi tự biết bản thân như vậy, nhưng ở trong thế giới Vô Hoang này, ngộ tính của ngươi vẫn là thiên hạ đệ nhất kìa. Ứng Thiệu là tên của Ứng Tông Đạo, còn Tông Đạo là tự, nhưng có rất ít người gọi hắn là Ứng Thiệu mà đều gọi là Ứng Tông Đạo. Ứng Tông Đạo khẽ lắc đầu, nói rõ từng tiếng một: ở thế giới Vô Hoang, ngộ tính của Ứng Mỗ chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Cho dù tính cả Hoàng Tuyển Ma Tông, thế giới thì ngộ tính của Ứng Mỗ vẫn chỉ có thể xếp thứ hai. Ý ngươi là ngộ tính của bản hoàng không bằng ngươi, ngươi lại không bằng một kẻ khác sao? Ma La Thiên chớp động ánh mắt thú vị nói: còn có nhân vật như vậy sao? Hắn là ai vậy? Ứng Tông Đạo tránh né không đáp, cười nói: nếu ta báo cho Ma Hoàng bệ hạ, người này là ai? Chẳng lẽ bệ hạ sẽ lập tức hạ sát thủ diệt trừ người này sao? Ngộ tính của ngươi đã xuất sắc như thế, còn có người lại càng xuất sắc hơn ngươi. Người như thế đương nhiên là phải diệt cỏ tận gốc rồi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ma La Thiên như đang nói đến một chuyện nhỏ không quan trọng lắm vậy, hắn nói: một tên Ứng Thiệu thêm một tên Tính Đế nữa là đã quá đủ rồi, lại thêm một cao thủ càng thêm xuất sắc hơn. Khi bản hoàng thống nhất hai thế giới Vô Hoang và hàng cổ ma vực này, sẽ lại thêm ra một chướng ngại vật nữa, đương nhiên là phải sớm diệt trừ rồi. Ứng Tông Đạo thở dài cười nói: cho nên ta không thể nói cho người biết người nọ là ai. Giữa chúng ta cũng không có ân oán. Ma Hoàng bệ hạ hãy về đi thôi, ngài vẫn còn lợi ta một ân tình đấy. Hắn cười tủm tỉm nói: bệ hạ, ngài xem, hầu nhân vực là con ngài lại đưa vào Hồng Thuyền Thánh Tông ta làm gian tế, nhưng ta vẫn ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng hắn thành một nhân tài nổi tiếng với tu vi cao, thiên hạ hãn hữu. Chẳng phải là bệ hạ nợ Ứng Mỗ một ân tình hay sao? Diệp Phúc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, không thể không bội phục ra mặt Ứng Tông Đạo thật dày. Tu vi của hầu nhân vực tuy là thiên hạ hiếm có, nhưng chẳng hề có nửa phần liên quan đến sự tài bồi của Ứng Tông Đạo. Thậm chí Ứng Tông Đạo còn không có ý tốt, định bồi dưỡng hầu nhân vực thành nhân hoàng rồi tiêu diệt y, lấy đi cấm pháp hoàn chỉnh từ ngọc lâu của y. Hiện giờ chuyện này được Ứng Tông Đạo nhắc đến thành ra Ma Hoàng nợ hắn một ân tình, khiến cho Diệp Húc không thể không tự thẹn là mình chẳng bằng. Ma La Thiên cười ha ha, thế nhưng lại thừa nhận, trầm giọng nói: không sai, bản hoàng quả thật nợ ngươi một ân tình. Nhưng Hàn Nguyệt Cung cũng là một quân cờ của bản hoàng. Đám hỏi giữa Hàn Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung chính là một bước đi quan trọng để bản hoàng thống nhất Vô Hoang, lại bị ngươi phá đi. Ân tình này liền coi như đã trả. Ứng Tông Đạo, thê tử Ngọc Tiêu của bản hoàng bị ngươi chấn áp rồi, giờ nhắc đến thì ngươi lại nợ bản hoàng một ân tình mới phải. Diệp Phúc lại càng ngạc nhiên, Ma La Thiên chẳng những thừa nhận mình nợ Ứng Tông Đạo một ân tình, lại còn không hề truy cứu chuyện nhốt Ngọc Tiêu công chủ. Điều này khiến hắn rất khó hiểu, không biết vị Ma Hoàng này rốt cuộc là có ý định gì. Ứng Tông Đạo nghe nói như vậy khẽ nhíu mày, giơ tay đáp: coi như ta nợ ngươi một ân tình vậy. Vu Hoàng nhân kiếp của ngươi hẳn là sắp tới. Ứng Tông Đạo, ngươi nên biết rằng chúng ta cũng không phải là kẻ thù, mà ngược lại chúng ta có chung đối thủ, ngươi cùng ta vốn nên liên kết lại.
Ma Hoàng chớp động ánh mắt trầm giọng nói: "Chắc hẳn người cũng biết nguy hiểm sau khi trở thành vua hoàng đúng không? Chỉ có liên kết lại thì chúng ta mới có thể diệt trừ được giám thiên sứ, được đến tự do tự tại chân chính." Lời này của y cực kỳ đột ngột, Diệp Phúc và những người khác vốn tưởng rằng Ma Hoàng Giáng Lâm đương nhiên sẽ lập tức ra tay huyết tẩy Hoàng Tuyển Ma Tông, lại không ngờ rằng Ma Hoàng lại muốn hóa giải ân oán. Mối thù giết con không đội trời chung, Ma Hoàng lại như không đặt mối thù hận này ở trong lòng, mà là cực kỳ kiêng kỵ kẻ được gọi là giám thiên sứ kia. Thậm chí y không tiếc bỏ qua ân oán liên kết với Ứng Tông Đạo để đối phó với giám thiên sứ. Diệp Phúc nghe đến cái tên này đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là từ miệng Quy Thiên Thư, gã cũng từng đề cập đến cái tên này, nói giám thiên sứ chính là vua hoàng duy nhất của thế giới vô hoang, là cường giả của thiên giới. Lần này hắn lại nghe được cái tên đó từ Ma Hoàng, trong lòng dường như có phần hiểu phần không. Ứng Tông Đạo cười nói: "Bệ hạ nói rất đúng, giữa hai người chúng ta không có ân oán, theo lý nên liên kết lại cùng đối kháng với đại địch, chờ diệt trừ được giám thiên sứ rồi đó mới là lúc chúng ta giao phong, nhất quyết thư hùng, phân ra cao thấp thắng bại." Ma La Thiên cười to nói với đầy thâm ý: "Chẳng qua người muốn liên kết với bản hoàng thì hãy qua được vua hoàng đại kiếp nạn đi đã kìa. Không qua được cửa này, Hoàng Tuyển Ma Tông của ngươi cũng không cần phải truyền lưu nữa, bản hoàng sẽ giúp ngươi diệt trừ thánh địa này." Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười trầm giọng nói: "Không quá 10 năm, Ứng Mỗ tất sẽ trở thành vua hoàng, liên thủ với bệ hạ, địa vị ngang nhau." "Được, tốt, ta chờ ngươi 10 năm." Ma La Thiên quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Già La Minh Tôn, y cười lại một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Tu Đề Minh Tôn, Bảo Hiền Minh Tôn, lại cười lại một tiếng nữa, không hề che giấu sát ý của mình. Ba vị đại minh tôn vương nơm nớp lo sợ, Già La Minh Tôn còn đỡ một hơn một chút, vẫn có thể đứng ổn được, mà Tu Đề và Bảo Hiền thì như chuột thấy mèo, sợ tới mức sụt lơ trên mặt đất, bó tay chịu chết. Diệp Húc khẽ ho khan một tiếng rồi đứng ra trước mặt ba người này. Lúc này Ma La Thiên mới chú ý tới Diệp Húc, đánh giá hắn một lúc rồi đột nhiên cười nói: "Người chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Như vậy người có ngộ tính đệ nhất mà Ứng Tông Đạo nói kia chính là ngươi rồi. Tốt, rất tốt. Ta nghe Dư Nhi từng nhắc tới ngươi, khen ngợi ngươi rất tốt. Ngươi dám giết con ta cũng rất tốt." Diệp Húc chỉ cảm thấy lời của vị Ma Hoàng này thật chẳng hiểu ra sao. Ma La Dư hiển nhiên đã nhắc tới tên hắn ở trước mặt vị Ma Hoàng này, mà Ma Hoàng cũng biết thầu nhân vực chết ở trong tay của hắn. Người này lại cứ nói mấy câu rất tốt, khiến hắn thật sự không mò ra được suy nghĩ thật sự của Ma Hoàng. Cũng không ai biết ba câu rất tốt của Ma Hoàng, câu nào là tán thưởng, câu nào là động sát khí. Ứng Tông Đạo ho khan một tiếng, thản nhiên nói: "Ma Hoàng bệ hạ, ngài đừng quên ước định vừa rồi giữa chúng ta. Nếu ngài dám động thủ ở Thánh Tông ta, ước định vừa rồi sẽ thành phế thải ngay lập tức. Khối cấm pháp chân thân này của ngài cũng đừng hòng trở lại hàng cổ ma vực được." Diệp Húc dùng mình, vị Ma Hoàng này quả nhiên vui giận thất thường, không ngờ thật sự động sát khí với hắn và đám người Già La Minh Tôn. Ma La Thiên cười ha ha, thản nhiên nói: "Ứng Thiếu, ngươi quả thật có thực lực có thể giữ lại tôn cấm pháp chân thân này của ta. Bản hoàng rất chờ mong khoảnh khắc chúng ta phân chia cao thấp với nhau sau khi diệt trừ được giám thiên sứ. Vực Nhi, con còn muốn trốn đến khi nào nữa đây?" "Sao, hầu nhân vực không chết ư?" Diệp Húc cả kinh trong lòng, đột nhiên nghĩ ra một trưởng của hắn nghiền nát hầu nhân vực, thế nhưng cũng không có thấy Ngọc Lâu gã phân giải, trong lòng lập tức hiểu rõ. Ánh mắt của hắn quét tới, chỉ thấy hư không rung lên, một đám huyết nhục bỗng dưng xuất hiện, không ngừng mấp máy lúc nhúc, giây lát sau liền trưởng thành hình người. Hầu nhân vực sắc mặt tái nhợt, hung tợn nhìn Diệp Húc: "Thân thể bất tướng." Diệp Húc từ từ phun ra một hơi, thấp giọng nói: "Ta còn khinh thường hắn, không ngờ hắn đã tu thành thân thể bất diệt. Đáng tiếc, nếu ta liệu được điểm này thì đã một chưởng nghiền nát chân linh bất diệt của hắn ta rồi." Hầu nhân vực tuy chưa chết, nhưng thiên địa pháp tướng đã bị một chưởng của Diệp Húc đánh nát. Tuy đã sống lại, nhưng tu vi bị hao tổn rất nhiều, không khổ tu nhiều năm thì đừng mơ tưởng mà phục hồi như cũ. Hơn nữa, hầu nhân vực tu thành không chỉ là một nguyên thần chân chính của gã chính là tái đức hậu thổ đại đế nguyên thần trong ngũ hành thân thể. Nguyên thần này còn thần bí hơn cả đám nguyên thần Thủy Đức Cộng Công đại đế, Hỏa Đức Trúc Dung đại đế. Lần đó, thứ bị Diệp Húc nghiền nát e là nguyên thần thứ hai của gã, chứ không phải là tái đức hậu thổ đại đế nguyên thần. Hầu nhân vực đứng bên cạnh Ma La Thiên, ánh mắt gã độc ác nhìn chằm chằm Diệp Húc: "Diệp Thiếu Bảo, người hôm nay ban thưởng, ngày khác khẩu mỗ tự mình lĩnh giáo, hoàn trả lại 100.000 lần. Diệp Húc lắc đầu bật cười, thản nhiên nói: "Hầu sư điệt, đừng nói giỡn mà. Chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến ngươi tuyệt vọng.
Trong hoàng tộc Ma La, e là chỉ có phụ thân ngươi mới là đối thủ của ta thôi. Ngài nói có đúng không, Ma Hoàng bệ hạ? Ma La Thiên liếc mắt nhìn về phía Diệp Húc, sát khí trong mắt càng thêm nồng cháy. Y xoay người mang theo hồn nhân vực đi vào hư không, dường như sợ nhìn Diệp Húc một cái nữa là sẽ không nhịn được ra tay bóp chết hắn. Tiếng của y loáng thoáng truyền đến: "Một tên tiểu tử thối, đừng có ép ta xử lý ngươi ngay bây giờ." Diệp Húc nhìn Ma La Thiên và hầu nhân vực rời đi, không giết chết được hầu nhân vực khiến cho hắn có chút tức hận. Hắn tính sai một bước, không đoán được hầu nhân vực đã tu thành thân thể bất diệt, hơn nữa vẫn chỉ dùng nguyên thần thứ hai giao thủ. Nguyên thần đích thực thì giấu đi, hay là giấu trong ngọc lâu của gã. Nếu không tính sai bước này, hầu nhân vực sẽ bị giết chết rồi. Tuy nhiên, nếu giết chết hầu nhân vực thì tất sẽ không chết không ngừng với Ma Hoàng. Ma Hoàng tuy không ngại chuyện con của mình chém giết lẫn nhau, nhưng nếu con của y mà chết trong tay người khác thì y sẽ không thoải mái bỏ qua như vậy. Chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Về phần sự trả thù của hầu nhân vực nói trước khi bị Ma Hoàng mang đi, Diệp Húc cũng không để ở trong lòng. Thực lực của hắn dù không bằng thánh chủ nhưng cũng không kém là mấy, có thể chống lại thánh chủ một hai phần. Thực lực và tu vi của hầu nhân vực tuy không yếu nhưng còn kém hơn Diệp Húc rất nhiều. Huống chi tu vi thực lực của Diệp Húc vẫn luôn tiến bước, cho dù hầu nhân vực là thân thể ngũ hành, tu vi tiến cảnh có nhanh bao nhiêu nhưng so với Diệp Húc thì vẫn thua kém đi rất nhiều. Sư huynh, giám thiên sứ rốt cuộc là ai vậy? Diệp Húc không nhịn nổi hỏi. Nghe nói giám thiên sứ chính là vua hoàng của thiên giới, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của chư thiên. Giám thiên sứ trấn thủ thế giới vua hoàng, rốt cuộc là có mưu đồ gì vậy? Giám thiên sứ chẳng qua chỉ là tay sai của thiên đế, thay thiên đế chiêu nạp tân tấn vua hoàng. Nếu có người thăng tiến lên làm vua hoàng, lập tức sẽ khiến cho giám thiên sứ chú ý, hoặc là chiêu nạp, hoặc là đánh chết ngay tại chỗ. Ứng Thông Đạo hơi kề lạnh nói: Trong 3000 thế giới, mỗi một thế giới đều có một giám thiên sứ trấn thủ, giám thị chư thiên. Ma Hoàng có dã tâm bừng bừng, tính toán thống nhất vu hoang và hàng cổ ma vực, nhưng lại bị giám thiên sứ hàng cổ ma vực áp chế. Giờ vẫn chưa kịp thi triển đại kế, đã bị vị giám thiên sứ kia ép cho phải chạy trốn khắp nơi. Nếu không, ngươi cho là hắn sẽ dễ dàng nói chuyện như vậy hay sao? Diệp Húc cảm thấy khiếp sợ trong lòng, đường đường là Ma Hoàng, vị vu hoàng duy nhất đương thời. Thật không ngờ cũng chật vật như vậy. Đây đúng là chuyện hắn chưa từng ngờ tới. Đại kiếp nạn mà Ma Hoàng nói lại là chuyện gì vậy? Diệp Húc đột nhiên nhớ tới một chuyện, nghi hoặc hỏi. Sắc mặt Ứng Thông Đạo ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hắn trầm giọng nói: Ta trở thành vua hoàng sẽ khiến cho thiên địa kịch biến. Thiên giới sẽ mở ra trong chớp mắt, dắt một lượng lớn tiên linh khí dắt vào trong cơ thể tân tấn vua hoàng. Thánh địa nào có thể cho phép thánh địa khác có vua hoàng xuất hiện đây? Đương nhiên là phải trừ cỏ tận gốc rồi. Ở một khoảnh khắc khi đối phương trở thành vua hoàng kia, các đại thánh địa sẽ thúc giục cấm bảo đánh chết đối phương. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi: Nếu bị các thánh địa khác đánh chết, sao Ma Hoàng lại có thể trở thành vua hoàng được? Sở dĩ Ma Hoàng có thể trở thành vua hoàng, ngoài chuyện tu vi của y cực dũng mãnh, có thể đối kháng với các thánh địa hàng như hàng của ma vực, thì còn một nguyên nhân khác nữa, chính là hàng của ma vực rất ít thánh địa. Ứng Thông Đạo thở dài một hơi, lộ ra nét bất đắc dĩ, cười khổ nói: Nhưng thế giới vua hoàng ta có 3000 lục địa, thánh địa lại nhiều như lông châu. Các thánh địa đó cùng nhau tế cấm bảo lên đánh tới, cho dù là vua hoàng, e rằng cũng không thể chịu nổi. Diệp Húc không khỏi hít vào một hơi lạnh. Thế giới vua hoàng có 3000 lục địa, trong đó chỉ riêng Trung Thổ Thần Châu đã có hơn 10 thánh địa, lại thêm các lục địa khác thì ước chừng có hơn 3000 thánh địa. Bất cứ ai trở thành vua hoàng đều sẽ khiến cho thiên địa kịch biến. Đám thánh địa đó sẽ tế vua bảo lên, cách trăm núi ngàn sông, cách lục địa đại dương, từ hàng tỷ dặm xa xôi mà đánh tới. Cảnh tượng 3000 cấm bảo cùng nhau đánh đến, khủng bố cỡ nào. Có trách thế giới vua hoàng đã mấy vạn năm nay chưa từng có vua hoàng xuất hiện. Chẳng lẽ không còn cách nào có thể tránh được trận vua hoàng nhân kiếp này sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới, ngoài thế giới vua hoàng ra còn có 3000 thế giới khác, cùng với đủ mọi loại bí cảnh thượng cổ, viễn cổ. Nếu trốn ở trong những chỗ đó thì chẳng phải là có thể tránh được trận nhân kiếp này hay sao? Ở thế giới khác hoặc bí cảnh quả thật có thể tránh được nhân kiếp. Tuy nhiên, Ứng Thông Đạo khẽ mỉm cười hạ giọng nói, đây là một cơ hội hiếm có, nếu như nắm chắc thì thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Nếu như đi đến thế giới khác, như vậy chẳng phải là nói Ứng Mỗ ta sợ hay sao? Nếu sợ, tâm tình sẽ xuất hiện sợ, như thế nào mới có thể tiến thêm một bước, đột phá đến những cảnh giới cao hơn cả vua hoàng đây?
Ứng Mỗ tuy tư chất không tốt nhưng có một thân cốt khí. Nếu muốn trở thành vua hoàng, vậy thì trải qua nhân kiếp đi. Cố gắng trở thành vua hoàng cũng là thử thách tâm trí, khiến cho tâm trí hoàn mỹ vô khuyết điểm, để theo đuổi những cảnh giới cao xa hơn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, đột nhiên vái Diệp Phúc một cái nói: Sư đệ, ta tuy có tâm thế nhưng lại vô lực, mong sư đệ có thể giúp ta một tay, trợ giúp ta cùng đối kháng với vua hoàng nhân kiếp này. Diệp Phúc cẩn thận cân nhắc cười nói: 10 năm sau, khi sư huynh thành tiểu vua hoàng, ta tất nhiên sẽ trình diễn. Lấy thực lực khi đó của ta hẳn là có thể chống lại vài món cấm bảo oanh kích rồi. Không biết sư huynh cần ta chống lại mấy món đấy? Diệp Phúc cũng không nói mạnh miệng. Vua hoàng nhân kiếp chỉ là do các lãnh địa từ xa tới cấm bảo lên, lấy trận vân cấm bảo kéo qua trăm núi ngàn sông đẩy đến người trở thành vua hoàng, cũng không phải là trực tiếp giáng lâm giết chết người trở thành vua hoàng kia. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Phúc thì có thể chống lại trận vân của một số món cấm bảo phát ra mà không chết, cùng lắm là bị thương nặng. 10 năm sau, thực lực của hắn tất sẽ hơn xa bây giờ, chắc chắn có thể chống lại vài món cấm bảo, giúp đỡ Ứng Tông Đạo một phần. Không đến một thành. Ứng Tông Đạo dựng thẳng ba ngón tay lên, cười tủm tỉm nói: Gần một thành, chín thành khác ta tự mình đến chống. Diệp Phúc trợn tròn con mắt thất thanh nói: Một thành sao? Chẳng phải chính là uy năng của 300 món cấm bảo đánh đến thôi sao? Mặc kệ, sư huynh, vô hoàng nhân kiếp của ngươi thì ngươi tự mình đến chống đi. Ứng Tông Đạo chớp chớp mắt cười ha ha nói: Theo ta tính toán, trong một thành này hẳn là không có 300 món cấm bảo đánh tới. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, các thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó những thánh địa ra tay với ta nhiều nhất chỉ có 4-5 thành. Nói một cách khác, đến lúc đó chỉ có hơn 1.000 cấm bảo đánh giết tới. Ta ngăn trở 9 thành cấm bảo công phạt, người tới giúp ta chặn 100 món trong đó là được. Hắn cẩn thận phân tích nói: Trong 4-5 thành thánh địa này, có 9 thành là thánh chủ của thánh địa chỉ có tu vi nhân hoàng, chưa tu luyện đến nhân hoàng đỉnh cao. Bên trong cấm bảo thì có 8 phần là cấm bảo bán thành phẩm. Như vậy, uy lực của vua hoàng nhân kiếp sẽ giảm mạnh. Còn lại 1 thành thánh chủ và 2 thành cấm bảo hoàn chính mới là đặc biệt quan trọng. Diệp Phúc lộ ra vẻ cảnh giác nói: Sư huynh, huynh muốn ta chặn không phải là 1 thành nhân hoàng thánh chủ này hay sao? Sư đệ thật khí phách à, vì huynh đang có ý này đây. Ứng Tông Đạo cười tủm tỉm nói: Đám thánh địa và cấm bảo đó phần lớn tập trung ở phụ cận Trung Thổ Thần Châu, bởi vậy đệ giúp ta ngăn cản chính là thánh địa phụ cận Trung Thổ Thần Châu. Ứng Tông Đạo tiếp tục phân tích nói: Trung Thổ Thần Châu có thần dương linh mạch bậc 9 nhiều nhất, đất rộng của nhiều, nơi đây có tam cung lục phái ma đạo, còn có hơn 10 thánh địa thế gia đạo nho Phật tam gia, thêm vào các đại thế gia chính đạo có tổng cộng hơn 20 thánh địa. Yêu tộc có 8 đại thánh địa. Những thánh địa này đều có cấm bảo hoàn chính, người đứng đầu cũng là nhân hoàng đỉnh cao. Trừ những thứ đó ra còn có rất nhiều đế quốc cũng có cấm bảo bán thành phẩm ở trong tay, tập hợp lại thì cũng có hơn 100. Diệp Húc mặt co mày cáu, thế lực khổng lồ như thế lại thêm cấm bảo công phạt, hắn thấy cho dù hắn có trở thành nhân hoàng thánh chủ thì cũng không đỡ nổi. Sư huynh, thế nhưng thực lực của ta không tốt, thành ra không thể chống lại đám thánh địa cấm bảo đó được đâu. Công bằng sư huynh trực tiếp rót cho ta tu vi 1.000 năm để ta tăng lên cấp bậc có thể sánh với vua hoàng kia. Diệp Phúc dò hỏi: Nếu ta có pháp lực của vua hoàng thì còn cần ngươi tới hỗ trợ hay sao? Ứng Tông Đạo bất đắc dĩ nói: Không thì 100 món cấm bảo cũng được, nếu không có 100 món cấm bảo thì lấy ra 40-50 món cũng tạm tạm đủ. Cũng không có. Sư huynh à, ngài muốn cá cắn câu thì phải cho mồi chứ, giờ ngay cả một cái lông ngài cũng không chịu nhổ, tiểu đệ sao có thể cắn câu được? Ta tặng tông chủ vị cho ngươi. Không cần, ngươi nghĩ xem còn có bảo bối nào khác hay không? Con gái ta quốc sắc thiên hương, thiên sinh lệ chất kìa. Không cần. Diệp Phúc quả quyết phủ quyết. Xem ra chỉ có thứ kia mới có thể khiến ngươi động tâm thôi. Ứng Tông Đạo đột nhiên cười nói: Lần này ta đi đến nơi tổ sư chứng kiến lục đạo tan vỡ, có đi ngang qua hàng cổ ma vực. Khi đi ngang qua Sâm La Ma Điện, ta đã thuận tay cầm đi một thứ từ trong đó. Thứ này người quá nửa sẽ đồng tâm. Diệp Phúc thất thanh nói: Sao? Ngươi đi xào huyệt ma hoàng trộm đồ sao? Đến thuật cùng là thứ gì vậy? Là lấy chứ không phải là trộm. Ứng Tông Đạo trịnh trọng sửa lại lời của hắn cười nói: Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ma hoàng, cái kẻ này là kỳ tài ngút trời, lại vui giận thất thường. Mơ ước thế giới vô hoàng ta đã lâu rồi,
Nếu ta có gan kết minh với y thì đương nhiên phải hiểu biết chi tiết về y trước. Chi bằng tìm hiểu xem thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển của y rốt cuộc là dạng cấm pháp gì, rồi tìm ra phương pháp khắc chế. Ma Hoàng phái hầu nhân vực lẻn vào thánh tông ta chắc là cũng đã nắm giữ hết cấm pháp của thánh tông ta rồi, ta sao có thể lạc hậu được cơ chứ. Chuyến đi này quả nhiên ta đã thuận tay lấy được một thứ rất tốt, rất tốt kìa. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi chọc khí, tế ngọc lâu lên rồi cười nói: Thật điện Diêm La Ma Hoàng đại điển chính là pháp môn mà Ma Hoàng tìm hiểu cấm pháp của 10 thần điện hàng cổ ma vực rồi ngộ ra. Thứ ta tìm được chính là thân thể của 9 vị vua hoàng ma tộc, di thể tổ sư khai phái của 9 đại thần điện mà Ma Hoàng đã trộm đi. Ngọc lâu của hắn mở ra, từng luồng hơi thở cuồng bạo chết chóc hơi lộ ra từng tia từng tia từng chút một. Những hơi thở vua hoàng đó mạnh mẽ vô cùng, dù chỉ là một tia nhưng đã có thể cắt vỡ hư không, khiến cho tất cả cây cỏ trên quan tinh phong đều điêu linh héo úa. Những khối đá núi bị ép cho vỡ nát thành bột mịn. Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chối, lại nghe Ứng Tông Đạo chậm rãi nói tiếp: Ma Hoàng giỏi đào mộ của người khác, trộm lấy thân thể tổ sư của các thánh địa khác, ta đương nhiên cũng không thể thua kém được. Tự mình ra tay đào nấm mồ tổ sư nhà hắn lên, lấy được di thể tổ sư khai phái của Xâm La Ma Điện. Trong ngọc lâu của ta có đầy đủ 10 thân thể vua hoàng ma tộc, chính là từ khí thế của các thân thể vua hoàng này mà Ma Hoàng đã suy diễn ra cấm pháp của 10 ma điện, sau đó tu thành thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điện. Y định đem mấy thân thể này tu thành cấm bảo, đáng tiếc là bị giám thiên sứ đuổi ra khỏi Xâm La Ma Điện nên chưa luyện chế thành công. Sư đệ, con mồi này ngươi có động tâm hay không, có muốn cắn câu hay không đấy? Diệp Phúc sớm nghe Ma La Dư nói Ma Hoàng đại điển mà Ma Hoàng khai sáng ra chính là tìm hiểu cấm pháp của thập đại ma điện mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Hắn chính là đang thiếu pháp môn tiếp sau của thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển. Bản vương chân thân của hắn lấy thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển xây dựng thập giới u minh địa ngục, thập đại ma điện, kỳ thực cũng không đầy đủ. Nếu có thể quan sát cấm pháp nguyên thủy thì tất có thể khiến cho bản vương khai thiên kinh của hắn tiến thêm được một bước nữa, càng thêm phong phú lại càng thêm hùng mạnh. Con mồi này Diệp Húc ra vẻ do dự nói: Coi như tạm được. Sư huynh, còn có mồi khác không vậy? Sao, mồi khác cơ? Diệp sư đệ, khẩu vị của ngươi càng lúc càng lớn rồi đấy. Ứng Tông Đạo chớp chớp mắt cười nói: Con gái ta thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Diệp Phúc thấy thật sự chẳng thể đòi thêm được cái thứ gì từ Ứng Tông Đạo thì đành phải bỏ qua, đồng ý chuyện này. Ứng Tông Đạo lập tức lấy tổ sư khai phái của thập đại ma điện ra khỏi ngọc lâu. Diệp Phúc lập tức thu vào trong ngọc lâu của mình. Sư đệ, người hơi quá đáng rồi. Ứng Tông Đạo ngẩng đầu nhìn ngọc lâu của Diệp Phúc, không khỏi lắc đầu rồi bật cười một tiếng, nhẹ nhàng bay đi cười nói: Người lại dám phỏng tạo bảo vật trời ban, phỏng tạo ra một cái ngọc lâu 15 tầng, giờ ta xem người đi lừa gạt người khác như thế nào nữa đây. Sư huynh, ta còn có một tòa bảo tháp 11 tầng nữa này. Diệp Phúc cười ha hả, rồi tế Di La Thiên Địa Tháp lên, chỉ thấy tông chủ Hoàng Tuyến Ma Tông đột nhiên lảo đảo một cái, suýt tí nữa thì từ trên không trung ngã xuống. Diệp Phúc cười ha hả, thu hồi ngọc lâu vào bảo tháp, cảm thấy khá mỹ mãn. Kỳ thực, cho dù Ứng Tông Đạo không lấy ra thân thể tổ sư khai phái của thập đại ma điện, hắn cũng sẽ chắc chắn hỗ trợ giúp Ứng Tông Đạo vượt qua vô hoàng nhân kiếp. Cho tới nay, Ứng Tông Đạo luôn đối đãi với hắn không tệ. Lúc trước khi Diệp Húc bái nhập môn hạ Vệ Chăn Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ Hoàng Tuyến Ma Tông không một ai thăm hỏi, chỉ có Ứng Tông Đạo một mình tiến đến bái tế Vệ Chăn, xác lập thân phận phong chủ Quan Tinh Phong cho Diệp Húc, khiến hắn tuổi còn trẻ đã nắm một tòa linh sơn trong tay, thậm chí còn chỉ điểm cho hắn tu hành vu đạo. Ứng Tông Đạo chính là tông chủ Hoàng Tuyến Ma Tông, mà lúc đấy Diệp Phúc mới chỉ là một vu sĩ vừa bước vào vu đạo. Hắn đương nhiên không có tâm tư lợi dụng Diệp Phúc gì cả. Hắn làm tất cả đều là dẫn dắt kẻ mới. Ở hải ngoại tiên các, Ứng Tông Đạo xuất ra một đạo ngôn pháp chống lại bàn tay của Tinh Đế. Ở Hạ Gia Trung Châu, hắn ngăn cản thánh chủ Hạ Gia. Ở Hoàng Tuyến Ma Tông, hắn một trưởng đánh bại yêu hoàng của Nguyên Thủy Yêu Tông, đánh cờ với Lý Song Xương ở Đế Đô Đại Đường, phúng điếu tự trách trên Quan Tinh Phong. Những điều đó Diệp Phúc đều ghi nhớ trong lòng. Cho dù Ứng Tông Đạo không có gì cả, cũng không lấy ra gì cả, hắn Diệp Phúc cũng sẽ giúp Ứng Tông Đạo một tay chống lại vua hoàng nhân kiếp. Ứng sư huynh, Ma Hoàng, hai người này không hổ là vua hoàng, mỗi một bước đi đều có suy tính sâu xa, hơn xa ta hiện giờ có thể suy đoán được. Diệp Phúc thầm nghĩ, Ma Hoàng sở dĩ kết minh với Ứng Tông Đạo là bởi vì nhị thái tử Hầu Nhân Vực, con trai của Ma Hoàng, ẩn núp trong Hoàng Tuyển Ma Tông hơn 150 năm, hơn phân nửa đã nắm hết kiểu cấm của Hoàng Tuyển Ma Tông.
Bởi vậy Ma Hoàng có tiền vốn để khắc chế Ứng Tông Đạo, cho nên y mới đề xuất kết minh. Mà Ứng Tông Đạo sở dĩ đồng ý lần kết minh này bởi vì đã xốc hang ổ Ma Hoàng lên, lấy được thân thể tổ sư khai phái của Thập Đại Ma Điện. Từ trong thân thể các vô hoàng này có thể hiểu biết được sự ảo diệu của Thập Đại Ma Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển, cũng có tiền vốn khắc chế Ma Hoàng. Hai người này tài trí có thể nói là kỳ phùng địch thủ, làm bất cứ chuyện gì đều là người thường không thể đoán được. Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển chính là tìm hiểu ra từ trên người 10 thân thể vô hoàng ma tộc này. Trong Ngọc Lâu tầng thứ 7, Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thì thấy khí thế của 10 vị vô hoàng ma tộc giống như trung thiên đại nhạc, chấn động đất trời. Nếu không phải là ở trong Ngọc Lâu của hắn mà ở Hoàng Tuyển Ma Tông thì giờ phút này tất cả mọi người đều bị ép cho biến thành một đám đậu đinh, không biết bao nhiêu người sẽ chết thảm ngay lập tức. Bên trong khí thế của 10 vị vô hoàng ma tộc này, không khí có loại khí thế phách tuyệt vô ngần mà còn xen lẫn đủ loại ma khí, trong đó có loại làm nảy sinh tâm ma đủ để ăn mòn tâm tình của một vị đại vô tam bất triệt cảnh đã tu luyện tới cảnh giới kim cương bất động, khiến lão quái vật tam bất triệt cảnh bị ma hóa, nguyên thần hóa ma, cuối cùng biến thành một ma đầu chỉ biết giết chóc. Các vô hoàng ma tộc lơ lửng trên không, khí thế của bọn họ còn tồn tại, hình thành nên đủ loại dị tượng. Có thiên ma thần quốc, có tu la thần quốc, có luân hồi lục đạo, có thập phương u minh giới, có tà Phật thế giới, có đại tự tại la thiên. Cấm pháp của Thập Đại Ma Điện hàng cổ ma vực đều có ở nơi đây. 10 vị vô hoàng ma tộc này, mỗi một người đều cực kỳ hùng mạnh, có thể nói là những người xuất sắc trong các vị vô hoàng. Khí thế bọn họ thể hiện cấm pháp mà họ tu luyện khi còn sống. Từ trong khí thế có thể suy diễn ra cấm pháp tương ứng. Nhưng điều này rất thao phí tâm thần, cần dùng thời gian rất dài mới có thể suy tính hết cấm pháp ra, hơn nữa cũng không đầy đủ. Diệp Húc luyện thiên địa pháp tướng của Hạ Tường Đường thành thiên địa pháp tướng thứ hai của mình, suy diễn huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh của Tây Hoàng. Nhưng đến nay vẫn chưa từng suy diễn được đầy đủ môn cấm pháp này. Dĩ nhiên đó là vì huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh cực kỳ phức tạp, nó đã gần với cấm pháp đế cấp. Một phương diện khác cũng có thể là do tính khó khăn của nó. Gì là thiên tam thập tam thiên đế? Diệp Phúc khẽ động tâm niệm, từng vị thiên đế cổ xưa đi ra từ bản thân hắn, khoanh chân mà ngồi quan sát thế giới do khí thế của các vị vô hoàng ma tộc biến thành. Trong mắt lóe ra thần quang ánh ra thế giới này, lập tức thế giới phản ánh trong mắt bọn họ tan ra từng tảng lớn, hóa thành những hàng văn tự không ngừng lưu chuyển giữa đồng tử. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thanh Đế Hồng Mông, Thập Điện Diêm La, Hàn Nguyệt Tiên Nga, Hạo Thiên Đại Đế, Phật Tổ Viễn Cổ, Vạn Kiếp Lôi Thần, Hoàng Tuyền Đạo Nhân, tất cả đi ra suy diễn cấm pháp Thập Đại Ma Điện cho ta. Diệp Húc quát lên một tiếng, từng tôn thiên địa pháp tướng đi ra từ mi tâm của hắn đều tự khoanh chân ngồi xuống, thần quang bắt đầu khởi động trong mắt, suy diễn cấm pháp chất chứa trong khí thế của 10 vị vô hoàng ma tộc này. Thiên địa pháp tướng của hắn nó đúng ra chỉ có một, đó chính là bản vương thiên địa pháp tướng chân thân, nhưng trong tôn thiên địa pháp tướng này lại chất chứa đủ loại cấm pháp. Các loại thiên địa pháp tướng của các cấm pháp đã tạo thành nên thân hình đầu đội trời chân đạp đất kia của bản vương. Nhiều thiên địa pháp tướng cùng nhau suy diễn cấm pháp Thập Đại Ma Điện như vậy có tốc độ vượt xa suy diễn huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Huống chi Diệp Phúc từng có được 7 cuốn cấm pháp đầu của Thập Điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điển, đã có được nền tảng chắc chắn. Cứ tốc độ như thế này thì Diệp Phúc có thể khẳng định trong vòng 2 tháng hắn tất có thể hoàn thành cuốn thứ 8 của thập đại cấm pháp này, cuốn Tam Bất Diệt. Chỉ cần có được cuốn Tam Bất Diệt của 10 môn cấm pháp này là có thể thuận lợi suy diễn ra cuốn Tam Bất Diệt của bản vương Khai Thiên Kinh, chỉ còn thiếu Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh nữa. Thiên địa pháp tướng của ta đang bận rộn suy diễn cấm pháp, ta cũng không thể nhàn rỗi được. Diệp Húc đi ra khỏi Ngọc Lâu, tâm niệm khẽ động, khiến kiến mộc thần trượng phóng lên cao, hóa thành một cây thanh mộc đầu đội trời chân đạp đất, lồng lộng đứng ở trên Quan Tinh Phong, thả xuống từng đạo thanh hà bảo vệ linh sơn. Hắn mới bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Nếu muốn đi vào Tam Bất Diệt cảnh thì đầu tiên nhất định phải ngưng tụ ra chân linh bất diệt, đem thần thức của mình tạo thành trạng thái bất diệt. Mi tâm của hắn mở ra, chỉ thấy trong tử phủ có một mảng hải dương màu vàng. Đây là thần niệm của hắn sau khi ngưng tụ hóa thành trạng thái lỏng giống như kim thủy vậy. Chỉ cần Diệp Húc đồng ý niệm là mảng đại dương thần niệm mênh mông nổi sóng, hóa thành sóng dữ thổi quét thiên địa. Diệp Húc tự nghĩ ra bản vương Khai Thiên Kinh, môn cấm pháp này khoáng cổ tuyệt kim, ngay cả thần niệm của hắn cũng được rèn luyện cho lớn mạnh trước nay chưa từng có. Hiện giờ thần niệm của hắn đã mạnh hơn hẳn nhân hoàng bình thường, đạt tới nhân hoàng trung kỳ. Luyện thần niệm thành chân linh bất tử, phương pháp tuy ít, thế nhưng xét đến cùng chỉ có một loại biện pháp, đó là ký thác hư không.
Trong đại não của Diệp Húc, các cấm pháp Ngọc Thiềm Băng Cung, Nguyệt Luân Kinh, Lục Đạo Phá Diệt Cấm Điển, Bích Lạc Hoàng Tuyển, Ma Thiên Cấm Điển và Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh từ từ lưu chuyển. Ở trong đôi mắt của hắn hóa ra các loại ảo diệu. Đây là pháp môn luyện ra chân linh bất tử mà đám cấm pháp đó ghi lại. Thần niệm ký thác hư không là có thể hư không không tan thì ta bất tử. Diệp Húc nhìn qua đám pháp môn do cấm pháp ghi lại đó một lượt thầm nghĩ. Ký thác hư không đầu tiên phải rèn luyện thần niệm, đem thần niệm tạo ra đủ loại dị tượng. Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung thì đem thần niệm tạo thành một vòng minh nguyệt băng cung. Ngọc Thiềm trấn thủ ở trong, ẩn núp hư không. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền Ma Thiên Cấm Điển lại đem thần niệm tạo thành một dòng sông lớn hoàng tuyền chảy xuôi giữa hư không. Còn có Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh thì ảo diệu nhất, hóa thành thiên đình viễn cổ to lớn hùng vĩ. Chân linh bất diệt của ta nên tạo ra như thế nào đây? Hắn cẩn thận suy nghĩ. Đám cấm pháp đó thường thường là áp dụng hình thái cấm bảo mạnh mẽ nhất để mà tạo ra chân linh bất diệt. Lấy chân linh bất diệt có hình thái cấm bảo đưa vào hư không. Chân linh bất diệt có hình thái cấm bảo không bị người khác đánh vỡ nhất, bởi vậy rất khó để khiến cho đại vu Tam Bất Triệt Cảnh mất mạng. Đại vu Tam Bất Triệt Cảnh chết ở trong tay Diệp Húc cũng không hề ít. Đám người Hạ Trung Đường, Hạ Từng Đường, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đều lựa chọn đem chân linh bất diệt tạo thành cấm bảo của thánh địa mình. Hình thái cấm bảo của chân linh bất diệt ngưng luyện càng mạnh, chân linh bất diệt cũng không dễ bị phá hủy. Dù người khác có đánh vỡ hư không cũng không thể làm chân linh bất diệt trọng thương hay đánh nát nó. Nếu không phải Diệp Húc có được mấy môn cấm pháp hoàn chỉnh thì cũng không thể nào nghĩ đến cách nào mới có thể ngưng luyện ra chân linh bất diệt. Diệp Húc cẩn thận suy xét những cấm bảo mà mình biết, hình thái của các cấm bảo dị bảo hiện ra trong tâm của hắn. Kiều Đỉnh Hạ Gia, Luân Hồi Thiên Bàn, Thông Thiên Tháp, Kiến Mộc, Hạo Thiên Chuông, Diêm La Thập Điện, Thương Nguyệt Thần Châu, đám bảo vật đó đều cực kỳ hùng mạnh, có thể dùng hình thái cấm bảo để ngưng tụ ra chân linh bất diệt. Nhưng hùng mạnh nhất thì phải là Di La Thiên Địa Tháp. Bản thể của món bảo vật này chính là chính đạo chi bảo của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, Thiên Đế chi bảo. Trong đương thời không có một món cấm bảo nào có thể vượt qua được món cấm bảo này, thậm chí cả Thánh Hoàng chi bảo cũng không được. Di La Thiên Địa Tháp quả thực rất mạnh mẽ, thiên hạ vô thất. Nhưng dù sao ta vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy chứng đạo chi bảo của Thiên Đế này, cũng không đạt được cấm pháp truyền thừa đầy đủ của Di La Thiên Địa Tháp. Diệp Phúc khe khẽ nhíu mày. Di La Thiên Địa Tháp tuy mạnh nhưng dù sao cũng không phải đồ của mình, mà là chứng đạo chi bảo của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Lấy cấm bảo của người khác đến ngưng tụ ra chân linh bất diệt có vi phạm đến bản tâm của chính mình. Vu sĩ tu luyện nếu như vi phạm bản thân, phản bội chính mình thì sẽ để lại sơ hở trong tâm, không thể tạo ra bất diệt chân chính. Cho dù Di La Thiên Địa Tháp có hùng mạnh đến mấy nhưng nhất định phải bỏ qua. Diệp Húc hạ quyết tâm, phủ quyết từng hình thái cấm bảo một, ngược lại nhìn về phía vu bảo mà mình luyện chế ra. Bên trong vu bảo của hắn chỉ có Càn Khôn Đỉnh và Ngọc Lâu mới có thể sánh với cấm bảo. Càn Khôn Đỉnh luyện chế thành phôi cấm bảo uy năng minh mông, nhưng so với Ngọc Lâu thì vẫn thua kém đi rất nhiều. Hơn nữa trong tử phủ của Diệp Húc còn có một tòa tam thập tam thiên giới, dường như Ngọc Lâu bao phủ tam thập tam thiên, tử phủ lại là chỗ của hồn phách thần thức. Nếu đem chân linh bất diệt tạo ra hình dáng Ngọc Lâu hẳn là quyết định tốt nhất. Luyện chân linh bất diệt thành hình thái cấm bảo còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó chính là chân linh bất diệt ở hình thái cấm bảo có thể cất chứa rất nhiều tu vi, đủ để chống đỡ cho thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt và thiên địa pháp tướng bất diệt. Nền tảng của đại vu Tam Bất Triệt Cảnh chính là chân linh bất diệt, thân thể, nguyên thần hoặc là thiên địa pháp tướng bị đánh nát rồi, nếu không có nguồn năng lượng khổng lồ chống đỡ thì căn bản không thể chữa trị được thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Thần niệm bình thường ngưng tụ thành chân linh bất diệt căn bản không thể chứa được nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Nếu đại vu Tam Bất Triệt Cảnh bị người ta đánh nát một lần, không chỉ tốc độ khôi phục chậm mà cũng dễ dàng tụt cảnh giới xuống. Dù có khôi phục thì thực lực và tu vi cũng sẽ bị tổn hao nhiều. Chỉ có hình thái cấm bảo thì mới có thể duy trì thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của đại vu không ngừng tái sinh. Tuy nhiên, chân linh bất diệt hình thái cấm bảo yêu cầu cường độ thần niệm cực cao, nhất định phải rèn luyện thần niệm thành tài liệu có thể rèn cấm bảo, như thế mới có thể cất chứa nhiều năng lượng như vậy mà không bị nguồn năng lượng khổng lồ làm cho nổ vỡ. Thần niệm được tu luyện càng mạnh thì năng lượng chất chứa được càng nhiều, sau khi bị người khác đánh nát thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng thì tốc độ khôi phục mới nhanh hơn, thậm chí sẽ không bị tụt xuống tu vi cảnh giới. Sau khi sống lại, thực lực sẽ không bị hao tổn chút nào. Tử phủ vi lô, thần niệm thiêu đốt. Mi tâm Diệp Húc mở rộng ra,
không gian tử phủ dường như hóa thành một lò lửa thật lớn, khắp nơi tràn ngập kiểu đại thần hỏa bốc cháy hừng hực. Trong chớp mắt, liền thiêu đốt cho biển thần niệm màu vàng kia xô lên sùng sục. Vô số đạo thần niệm thiêu đốt trong tam bộ chân hỏa, thuần dương cản minh ly hỏa, nam minh ly hỏa, thái dương chân hỏa, huyền minh ma diễm, đốt đi thần niệm không tinh khiết, chỉ để lại tinh hoa. Chỉ trong chớp mắt, biển thần niệm minh mông của hắn đã bốc hơi đi hơn nửa, nước biển màu vàng do thần niệm hòa thành, càng lúc càng đặc, giống như kim thủy vô cùng dính. Tuy thần niệm rút lại, nhưng Diệp Húc lại cảm giác được, thần niệm của mình được thái dương chân hỏa rèn luyện đã trở nên càng chắc chắn, càng cứng cỏi, không thể bị phá hủy. Trước đây, hắn có thể làm cho thần niệm hóa hình, hóa thân trăm vạn, mỗi một thần niệm phân thân đều có được thực lực tam thần cảnh hóa thần kỳ sơ kỳ. Mà hiện giờ sau khi đã trải qua rèn luyện, thần niệm của hắn có thể hóa thân ra hơn 10 vạn, nhưng năng lượng tu vi và thần niệm phân thân có thể mang theo lại tăng lên rất nhiều, có được thực lực của hóa thần trung kỳ. Diệp Húc vẫn không ngừng lại, liên tục lấy thái dương chân hỏa nung nấu thần niệm, không ngừng tinh luyện luyện hóa, khiến biển thần niệm mênh mông liên tục thu nhỏ lại, từ một biển rộng lớn ngàn dặm hóa thành một chiếc hồ lớn trăm dặm. Thần niệm phân thân của hắn đã có thể cất chứa tu vi tam thần cảnh nguyên thần kỳ. Lúc này Diệp Húc mới dừng lại một chút, đột nhiên khẽ động tâm niệm: vạn kiếp lôi trì, lôi kiếp thiên phạt. Lập tức trong không gian tử phủ của hắn xuất hiện vô số sấm sét, từng đạo tử sắc lôi điện như mưa đánh xuống, lôi đình như chùy không ngừng oanh kích đánh nát từng đạo thần niệm. Thần niệm không bị đánh nát mà gần như hóa thành kết tinh hấp thu lôi điện lực, trở nên càng thêm cứng cỏi. Không lâu sau, thần niệm của hắn từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái rắn, hình thành những viên kết tinh rực rỡ, trông như những viên bảo thạch vậy. Sét đánh không ngừng trong không gian tử phủ khiến cho những viên thần niệm của hắn trong suốt hoàn mỹ không chút tì vết, có tất cả trăm ngàn kết tinh. Cửu U âm phong. Trong không gian tử phủ đột nhiên từng trận âm phong thổi tới, quỷ khốc thần sầu, vô cùng thê thảm. Đây là cửu U âm phong của hàng cổ ma vực. Âm phong thổi đến sẽ ở trong tử phủ của vô sĩ hóa thành tâm ma, cắn nuốt thần niệm, ô nhiễm nguyên thần, cực kỳ âm độc. Diệp Húc được 7 tầng đầu của thập điện Diêm La Ma Hoàng đại điển, trong đó có ghi lại loại vu pháp này. Dưới sự thổi quét của cửu U âm phong lại có rất nhiều thần niệm kết tinh bị tâm ma cắn nuốt luyện hóa. Những thần niệm kết tinh khác cũng bị tâm ma nuốt vào, nhưng lại phá vỡ tâm ma, hấp thu năng lượng của tâm ma, khiến cho phẩm chất của thần niệm lại được nâng cao. Huyền âm thần thúy. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, lại có lũ lụt vô tận đột nhiên xuất hiện, không ngừng ăn mòn, cọ rửa thần niệm kết tinh. Trong không gian tử phủ của hắn, từng đạo vô pháp chất chứa chín loại thiên địa âm dương, phong thủy, sơn, hỏa, lôi xuất hiện, không ngừng oanh kích, tô luyện thần niệm của hắn, khiến thần niệm kết tinh càng lúc càng ít, nhưng càng lúc càng ổn định chắc chắn. Diệp Húc dùng chín loại vu pháp rèn luyện khiến cho thần niệm kết tinh chỉ còn lại hơn 80.000 viên, lập tức hắn đưa càn khôn đỉnh ra, thu hết đám thần niệm kết tinh đó vào trong đỉnh, lấy lục địa trong càn khôn đỉnh chấn áp đám thần niệm đó. Lại có không ít thần niệm kết tinh vỡ nát, cuối cùng thần niệm kết tinh của hắn chỉ còn lại chưa đến 5 vạn viên. Chắc là được rồi. Hắn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm, 48.000 viên thần niệm kết tinh còn lại chính là nền tảng để hắn xây dựng chân linh bất diệt. Đám thần niệm kết tinh đó trong suốt như ngọc, bất cứ một viên nào thả ở trong không trung đều giống như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần Diệp Húc muốn là có thể cắt xuyên hư không, xuyên qua hư không mà không khiến người khác phát hiện. Làm đến được bước này mới có thể chân chính đem thần niệm ký thác hư không không diệt ta bất tử. 48.000 miếng thần niệm kết tinh ở trong hư không nhanh chóng tổ hợp lại, vang lên những tiếng leng keng, dần dần xây dựng thành hình thức ban đầu của một tòa ngọc lâu 3 tầng. Chân linh bất diệt của hắn đã hình thành, nhưng thần niệm kết tinh quá ít, 48.000 viên chỉ đủ để tạo được ngọc lâu 3 tầng mà lại không chắc chắn. Hắn còn phải không ngừng tăng thần niệm lên thì mới khiến ngọc lâu 3 tầng này trở nên chắc chắn được. Chân linh bất diệt mang hình thái ngọc lâu 3 tầng kia có thể chứa được cùng lắm là năng lượng của thân thể bất diệt, duy trì thân thể bất tử bất diệt. Hơn nữa, mỗi khi bị người phá hỏng thân thể một lần, sau khi khôi phục, cường độ thân thể đều sẽ yếu đi thật nhiều, có nguy hiểm bị tụt đi cảnh giới. Diệp Húc phỏng đoán, hoàn toàn luyện thành chân linh bất diệt, hình thái ngọc lâu 3 tầng rồi, là có thể làm được thân tử bất diệt. Dù bị người đánh nát, thân thể được ngưng tụ mới, từ chân linh bất diệt cũng sẽ không kém trước là bao. Nếu hắn có thể luyện chân linh bất diệt lên 9 tầng, là có được nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt, trở thành tam bất diệt cảnh đỉnh cao. Vừa rồi hắn đánh nát rất nhiều thần niệm mới còn đang không ngừng sinh ra. Dưới sự tu luyện thiên địa âm dương, phong sơn hỏa lôi,
chín vu pháp cùng càn khôn đỉnh, ngọc lâu ba tầng không ngừng được thêm gạch, thêm ngói, dần dần cũng trở nên càng ngưng kết hơn. Nếu thần niệm của Diệp Húc khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, chân linh bất diệt của hắn dù không có đạt đến độ cao 9 tầng thì cũng kém không xa. Hư không không diệt, ta không chết. Nếu như hư không bị người phá hư thì chân linh bất tử sẽ gặp phải nguy hiểm, có khả năng bị người ta tìm ra bóp chết, tử vong chân chính. Diệp Húc mở mắt ra, chân linh bất diệt lặng lẽ bay ra từ trong tử phủ, tương dung với hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Ong một tiếng, hắn hơi rung tay một cái, kiến mộc thần trượng đột nhiên buông xuống từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt, quét qua vài dặm trước mặt. Phía hư không kia bị quét cho dập nát, Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, chân linh bất diệt bị ánh sáng của kiến mộc thần trượng quét vỡ. Vô số thần niệm kết tinh bay lượn khắp nơi, bị một luồng uy năng của món cấm bảo bán thành phẩm này quấy cho dập nát. Chân linh bất diệt. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, chỉ thấy vô số mảnh vỡ thần niệm kết tinh dầm dầm tụ lại, hợp lại làm một, lại thành hình thái của một ngọc lâu ba tầng. Trên thân ngọc lâu đó đầy vết rạn nứt, nhưng thần niệm lại càng thêm trong suốt, viên viên no đủ. Hiển nhiên kiến mộc thần trượng quét qua kia đã quét đi không ít tạp chất của bản thân Diệp Húc không thể khu trừ. Dưới sự công phạt của cấm bảo thì chân linh bất diệt vẫn còn quá yếu. Một đạo cấm bảo trận vân là có thể hoàn toàn đánh chết đại vu tam bất diệt cảnh, chân linh bất diệt của ta cũng không ngăn được. Tử phủ của hắn mở ra, từ bên trong đó không ngừng có thần niệm kết tinh mới bay ra, hòa nhập với chân linh bất diệt, bổ khuyết vết rạn nứt, chữa trị chân linh. Diệp Húc liên tục tế kiến mộc thần trượng lên, từng đạo thanh hà quét xuống, lần lượt làm cho chân linh bất diệt của mình nổ vỡ, khiến cho thần niệm kết tinh cấu tạo nên chân linh bất diệt càng thêm nhỏ bé, càng thêm dày đặc, càng thêm chắc chắn. Tất cả tạp chất đều bị kiến mộc thần trượng quét đi. Diệp Húc ngồi đó đã hơn nửa tháng, chân linh bất diệt của hắn bị kiến mộc thần trượng quét vỡ vô số lần, thần niệm được luyện hóa trong tử phủ của hắn lúc này lại một lần nữa được sinh ra. Sau khi cẩn thận tu luyện, toàn bộ được hắn đánh nhốt vào trong chân linh bất diệt. Hắn vốn đoán rằng thần niệm của mình có thể ngưng tụ thành chân linh bất diệt 8 hoặc 9 tầng, nhưng bây giờ tất cả thần niệm được trận vân cấm bảo của kiến mộc thần trượng không ngừng ngưng luyện, ngược lại vẫn giữ hình thái của một tòa ngọc lâu 3 tầng như trước. Nhưng Diệp Húc có thể cảm giác được chân linh bất diệt mà hắn luyện ra hiện tại, trình độ của nó ít nhất cũng hơn lúc trước mấy chục lần. Từng đợt uy năng của kiến mộc thần trượng hiện giờ đã rất khó có thể phá vỡ chân linh bất diệt của hắn, phải đánh liên tục 2 lần thì mới khiến cho chân linh bất diệt bị phá vỡ. Chỉ là phá vỡ chứ không thể nổ tung. Có thể thấy được chân linh bất diệt của Diệp Húc đã tăng lên tới trình độ nào. Không chỉ như vậy, Diệp Húc còn cảm thấy năng lượng chất chứa trong chân linh bất diệt của hắn vẫn chưa hề giảm bớt, mà mở rộng ra thêm mấy chục lần, có thể khiến cho thân thể của hắn có thể phá nát rồi tái sinh mấy trăm lần, mỗi lần đều ở trạng thái toàn thịnh, thực lực và cảnh giới không yếu đi chút nào. Giờ đây chân linh bất diệt đã thành, ta cuối cùng đã có thể tiến vào tam bất diệt cảnh. Diệp Húc vươn thân dựng lên, thét dài một tiếng. Vòng trời bị tiếng thét của hắn chấn cho sụp xuống. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn, một luồng tinh khí như cột trụ đánh vào hư không. Hư không phun ra khắp nơi, ở trên không trung quan tinh phong hình thành một vòng xoáy đen sắc đang không ngừng xoay tròn. Thần quang trong mắt Diệp Húc bắn ra từ phía đỉnh đầu đính ngọc lâu, từng đạo tiên quang giống như chân long gào thét chui ra từ ngọc lâu, rồi điên cuồng tuôn vào trong mi tâm của hắn. Ở trong mi tâm, một gốc ngọc thụ mở ra hàng tỷ vạn cái rễ, không ngừng múa may hút lên tiên quang trong thân cây, ngay lập tức bị luyện hóa thành tu vi vô cùng vô tận. Lần này hắn cưỡng ép đột phá tam tương cảnh đỉnh cao, tiến vào tam bất diệt cảnh cần một nguồn năng lượng cực kỳ kinh người. Linh mạch bình thường không thể cung cấp nguồn linh khí khổng lồ như vậy, cho dù thương minh linh mạch bậc 8 cũng sẽ bị Diệp Húc hút khô chỉ trong nháy mắt. Chỉ có thần dương linh mạch bậc 9 mới có thể cung ứng được nguồn linh khí khổng lồ đến như vậy. Tuy nhiên, tiên quang trong phương trượng tiên sơn chính là do hơi thở của cổ tiên hóa thành sau khi chết. Mỗi một đạo tiên quang đều chất chứa năng lượng tu vi khủng bố như nhân hoàng. Sau khi bị ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc hấp thu luyện hóa, tuy tu vi không bằng nhân hoàng nhưng cũng không kém là mấy. Chỉ có tiên quang mới có thể cung cấp cho hắn nguồn năng lượng khủng bố như thế. Hiện giờ Diệp Húc đột phá, luyện hóa gần 100 đạo tiên quang, năng lượng to lớn đến mức làm cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Từng luồng năng lượng điên cuồng tuôn vào trong thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Diệp Húc, lại tuôn vào trong chân linh bất diệt của hắn. Luồng năng lượng khổng lồ rót vào khiến cho Diệp Húc cảm thấy tu vi của mình liên tục được tăng lên.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 146 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.